Loạt ảnh ngày xưa cực đáng yêu của dàn cầu thủ U23 Việt Nam, xem ảnh thời mẫu giáo quá đáng yêu. Hình ảnh ngày ấy bây giờ của các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam được dân mạng đào mộ liên tục khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Hình ảnh Vũ Văn Thanh thứ ba từ trái sang với gương mặt vờ lai từ nhỏ đúng tim cánh chị em. Tiền đạo Công Phượng gầy gò và đen nhẻm hồi nhỏ cùng cha trên sân cỏ. Cầu thủ Công Phượng thời còn quàng khăn đỏ. Phan Văn Đức khá bé nhỏ trong đội. Những gương mặt quen thuộc in sâu trong hàng triệu trái tim Việt Nam: Bùi Tiến Dũng, Lương Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Đức, Quang Hải và Công Phượng. Hình ảnh Nguyễn Quang Hải bầu bỉnh điển trai từ thời cấp sách đến trường đúng tim cánh chị em. Quang Hải chu môi đáng yêu hết nức. Tiến Dũng thời chưa sở hữu thân hình sáu múi. Đội trưởng mắt hiếp Xuân Trường thời còn ngố tàu. Một trong những hình ảnh Duy Mạnh mặc sơ mi trắng khi còn đi học với nụ cười răng khểnh duyên dáng làn da trắng hồng, chắc hẳn Duy Mạnh cũng là một trong những hot boy của trường. Đây là hình ảnh lúc bé xíu của chàng thủ môn đẹp trai nổi như cồn. Các mẹ xem đi, nhìn yêu chết đi được, có vẻ như bố mẹ cũng đam mê môn thể thao vua, cùng với cô cậu có năng khiếu nên tấm nào cũng chụp với banh bóng. Bùi Tiến Dũng lúc bé nhìn có da có thịt, bụ bẩm và đáng yêu. Bùi Tiến Dũng từ bé đã là thanh niên cứng, trong hình đứng bên trái là Dũng, cậu bé ôm bóng, đứng bên phải chính là em trai của Dũng, cũng cùng đam mê như anh mình. Góc chụp ngày càng tôn vinh vẻ đẹp trai và khuôn mặt nam tính cuốn hút của chàng cầu thủ trẻ, chả trách sao các cô gái nào cũng mê như điếu đổ. Tiền vệ Quang Hải, Quang Hải lúc nhỏ khá bù bẩm đáng yêu hết nức. Thời học sinh của Quang Hải coi bồ cũng xinh trai ra phết. Càng lớn chàng cầu thủ này càng điển trai và cao to. Tiền vệ Xuân Trường, Xuân Trường từ nhỏ đã sở hữu cặp mắt hí giống Hàn Quốc, lớn lên khuôn mặt anh chàng có vẻ dễ thương đẹp trai hơn nhiều. Tiền đạo Công Phượng, Công Phượng lúc bé có thân hình cò hương, khuôn mặt không mấy cuốn hút. Còn bây giờ thì anh chàng đã cao to, chân tay vạm vỡ ra dáng nam nhi hẳn. Phan Toàn, tiền đạo bí ẩn nhất tại ASEAN 2018, người chung phòng cũng không biết hết. Hơn 10 năm trước khi Phan Toàn sải bước trên sân cỏ ASEAN, ông Tạo vẫn nhớ khoảnh khắc. Con trai 11 tuổi chạy hò hét khắp xóm khi được đồng ý cho gia nhập Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Sáng 27 tháng 8, ông Nguyễn Văn Tạo, phường Thạch Khôi, Hải Dương, cha của cầu thủ nổi tiếng Nguyễn Văn Toàn thức dậy sớm hơn mọi ngày. Hôm nay đặc biệt đấy, ông nói với vợ, bà Tăng Thị Đua, họ sẽ có cả ngày bồn chồn hồi hộp trước khi con trai và các đồng đội chính thức bước vào trận tứ kết ASEAN gặp Olympic Ra. Từ khi ASEAN bắt đầu là những ngày cảm xúc, cha Văn Toàn chia sẻ với phóng viên, cứ mỗi khi thấy con tham gia một giải đấu quan trọng trong tầm khu vực, ông Tào lại nhớ về cái năm Văn Toàn 11 tuổi, khi đó chỉ cần một sự đổi ý của gia đình, cái tên Nguyễn Văn Toàn có thể sẽ không xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Năm 11 tuổi, sau khi giúp đội bóng nhí Đồng tỉnh Hải Dương giành chức vô địch giải bóng đá nhí Đồng Toàn Quốc năm 2007, Văn Toàn được Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai gửi giấy mời nhập học. Một ngôi trường có bể bơi lớn, sân bóng đá và những bậc thầy chơi bóng, và một đứa trẻ 11 tuổi ham mê bóng đá, đó là một xứ sở kỳ diệu. Cuộc sống ở Gia Lai như thế nào, tương lai nghề nghiệp ra sao, bố mẹ cậu từng băn khoăn trước lời đề nghị của một học viện bóng đá. Thời gian đầu, ông nội của Văn Toàn bất ngờ trước mong muốn vào Gia Lai của cháu trai. Đó là ý định của cậu nhóc 11 tuổi, hơn nữa, cậu còn là cháu đích tôn duy nhất của ông. Đó là khi ông nội của cậu nêu quan điểm, Toàn là cháu trai duy nhất trong nhà, tốt nhất là hướng cho nó theo một công việc ổn định. Bố mẹ Toàn cũng muốn chiều con, nhưng thấy ý kiến của ông nội khi đó cũng đáng cân nhắc. Còn Toàn chỉ biết khóc, một mực xin ông cho theo đuổi sở thích của mình. Ông Tạo vẫn nhớ khoảnh khắc cậu con trai 11 tuổi chạy hò hét khắp xóm khi được đồng ý cho gia nhập Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Khi đó việc con trai thành công đến mức được cả nước biết đến vẫn là điều không tưởng, người cha nói. Những tháng ngày sống xa người thân ở mảnh đất cao nguyên nắng gió, biến Văn Toàn từ một đứa trẻ thấp bé mảnh khảnh trở thành một chàng trai chín chắn, biết suy nghĩ cho mọi người. Nó không bao giờ than phiền, chỉ sau này khi đọc lại nhật ký của con, tôi mới biết Văn Toàn đã có những lúc bực khóc tủi thân vì phải sống xa bố mẹ, bà Đua nói, mắt ngấn lệ.
Tháng 3 năm 2016, Văn Toàn có lần đầu tiên đá chính trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Anh chơi song sáo ở vị trí tiền vệ phải và đã ghi hai bàn thắng góp phần giúp Việt Nam vượt qua Đài Loan với tỷ số 4-1. Văn Toàn bước vào trận đấu với Đài Loan khi ông nội đang nằm ốm liệt giường, mẹ Toàn kể. Khi cậu ghi bàn thắng thứ hai vào lưới đối thủ, ông nội được thông báo cháu trai đã lập công. Ông nghe xong chảy nước mắt và qua đời ngay trước khi trận đấu khép lại, bà Đua nói. Gia đình giấu thông tin này với Văn Toàn đến sau trận chung kết. Nhưng đứa cháu đích tôn vẫn sớm biết ông nội qua đời nhờ thông tin từ bạn bè. Một năm sau đó đến lượt bà nội của cậu qua đời, Văn Toàn cũng không được gặp bà lần cuối do bận thi đấu tại Nhật Bản. Nói về tuổi thơ của Văn Toàn, bà Đua mỉm cười cho biết, giày và bóng chính là hai khoản chi tốn kém nhất cho con trai. Toàn cứ mê mẩn quả bóng nhỏ từ khi mới bập bẹ biết nói đến năm lớp 1. Nó đã chán bóng nhựa và đòi mẹ mua bóng Tết, mẹ cậu nhớ lại. Văn Toàn bắt đầu tham gia các giải đấu bóng đá từ năm 9 tuổi. Sau khi tốt nghiệp ở lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, anh nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng của đội tuyển U19, rồi U23 Việt Nam. Gần đây Văn Toàn có thời gian đá chính không nhiều, nhưng vẫn được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng gọi vào danh sách 20 cầu thủ sang Indonesia dự ASEAN 2018. Có người nói Văn Toàn chính là ẩn số mà thầy Park sẽ chờ cơ hội để sử dụng. Còn với cha mẹ và những người thân của cậu tại quê nhà Hải Dương, dù có tỏa sáng hay không thì Văn Toàn vẫn luôn là lý do để họ có một kỳ ASEAN đầy tự hào và cảm xúc. Đây là sau việc hiếm hoi cãi gan công khai bên vật việc Phùng Ngọc Huy bỏ rơi mẹ con Mai Phương. Nhắn nhủ động viên đồng nghiệp trước sóng gió dư luận nhưng Minh Béo lại bị mắng chửi dữ dội. Vào tối 18 tháng 8, khán giả khắp nơi như bàng hoàng và đã không ít người rơi nước mắt trước thông tin nữ diễn viên từng chiếm sóng trên các kênh truyền hình Mai Phương đang mắc bệnh ung thư phổi rất nặng. Hiện tại cô đã nhập viện được khoảng 2 tuần và đang điều trị tại một bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh. Đã có không ít khán giả bức xúc nhắc lại chuyện cũ giữa nữ diễn viên và cha của con gái, không ai khác chính là nam diễn viên Phùng Ngọc Huy. Cộng đồng mạng đã dùng rất nhiều từ ngữ dữ dội để trách móc người đàn ông này. Họ cho rằng anh là người vô tình, phũ phàng và thiếu trách nhiệm với con gái. Hay ngay cả lúc dầu sôi lửa bỏng, Phùng Ngọc Huy cũng không bên cạnh mẹ của con gái mình. Sau một thời gian giữ im lặng, mới đây nhất, nam ca sĩ đăng tải tâm thư khá dài, nói đến nỗi lòng của anh. Cụ thể anh đã chịu rất nhiều áp lực kể từ khi Mai Phương nhập viện. Phần vì lo lắng cho người cũ, phần bị mọi người tẩy chay đe dọa, anh tha thiết. Trong những ngày qua, bên cạnh việc tấn công vào cá nhân Huy, thì có những bạn quá khích đã đến tận nhà Huy đập cửa phá rối và có những lời nói không hay đến ba mẹ và gia đình Huy. Còn đối với Huy, vài ngày gần đây, mỗi khi Huy đăng lịch diễn hay poster show, thì các bạn lại vào để lại những comment rất nặng nề và khiếm nhã. Thậm chí đe dọa bầu show là nếu có sự xuất hiện của Huy thì sẽ tới phá rối. Các bạn ơi, Huy cần phải kiếm sống để còn có khả năng hỗ trợ mẹ con Mai Phương. Chẳng những trong lúc này mà còn trong tương lai của bé La Vi, nếu Phương mang bệnh còn Huy cũng mất đi phương tiện kiếm sống, thì sau này bé La Vi sẽ như thế nào đây? Ngay khi đó, các sao Việt là các đồng nghiệp thân thiết với Phùng Ngọc Huy như Uyên Trang, Phạm Thanh Thảo hiểu rõ câu chuyện như thế nào và đã nhanh chóng gửi lời động viên nam ca sĩ. Tuy nhiên, người được khán giả chú ý nhất vẫn là Minh Béo. Nam diễn viên hài nhắn nhủ Phùng Ngọc Huy, chính xác, em và Phương hãy vững tinh thần vì nó cần thiết hơn trong lúc này. Trên mạng toàn sóng ảo và khẩu nghiệp rất nhiều, báo lá cải khai thác kiếm sóng mà, coi như bố thí tháng 7 đi em. Họ ở trong cuộc thì chẳng biết gì chỉ biết phán vì họ tưởng họ tốt đẹp hơn người khác. Em báo công an xử những người đến quấy phá nhà ba mẹ em. Pháp luật bảo vệ chúng ta tránh những con người hùa a du tin tức người nổi tiếng. Điều quan trọng là cầu nguyện cho Mai Phương và lo cho tương lai con em. Anh chúc hai em vượt qua sóng gió này nha. Hàng loạt bình luận căng thẳng chỉ trích từ cộng đồng mạng đã được ném vào Minh Béo. Mọi người liên tiếp nhắc đến scandal trước đây và cho rằng nam diễn viên không có đủ tư cách để lên tiếng. Có lẽ Minh Béo là sau việc hiếm hoi động viên đồng nghiệp lại bị người khác công kích dữ dội như vậy. Về phần Mai Phương, được biết sức khỏe của nữ diễn viên đã có dấu hiệu tích cực hơn. Cơ thể cô hợp với thuốc nên không cần dùng đến phương pháp hóa trị. Hiện cô vẫn đang được người nhà và bác sĩ chăm sóc tận tình tại bệnh viện. Huấn luyện viên Park Hang-seo, tôi yêu Hàn Quốc nhưng sẽ làm hết sức để Việt Nam chiến thắng ở Pika. U23 Việt Nam vượt qua U23 Syria 1-0 sau 120 phút nghẹt thở.
Với kết quả này, Việt Nam sẽ đụng độ Hàn Quốc ở bán kết ASEAN 2018. Chia sẻ sau chiến thắng đầy vất vả để Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở bán kết môn bóng đá nam ASEAN, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết: "Hôm qua chúng tôi đã tiến thêm một bước nữa trong giải đấu. Tôi hết sức tự hào về các cầu thủ, thực sự là vinh dự cho tôi khi được dẫn dắt U23 Việt Nam." Nói về trận bán kết sắp tới đụng độ đội bóng quê hương Hàn Quốc, thầy Park tiếp lời: "Tôi yêu Hàn Quốc nhưng đang là huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam nên sẽ làm hết sức để Việt Nam chiến thắng ở bán kết." Được tham dự họp báo chung với thầy, Quang Hải chia sẻ: "Tôi và toàn đội vô cùng hạnh phúc với chiến thắng. Đây là trận đấu mà toàn đội đã cố gắng hết sức để mang về niềm vui cho người hâm mộ. Nhưng tất cả vẫn còn ở phía trước và chúng em sẽ tập trung hết sức cho trận bán kết này. Tôi và toàn đội đã thi đấu từng trận một, tuân thủ chặt chẽ đấu pháp chiến thuật. Giờ đây chúng tôi đang có tinh thần tốt nhất để hướng tới những gì tốt đẹp nhất cho U23 Việt Nam." Trở lại với huấn luyện viên Park Hang-seo, khi được hỏi về người đồng hương, đồng nghiệp Kim Han-bum, ông xúc động: "Kim Han-bum và tôi đều đang nỗ lực làm tốt công việc của mình. Kim đã cống hiến nhiều năm cho bóng đá Hàn Quốc với triết lý bóng đá hết sức thông tuệ. Chúng tôi là đối đầu nhau nhiều ở Kalinju và tôi tin trận bán kết sẽ là một trận hết sức thú vị. Tôi luôn chọn các cầu thủ có biểu hiện và thể trạng tốt nhất cho đội hình chính thức. Đức Huy đã chơi tốt ở nhiều vị trí khác nhau, đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi được làm việc với bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để làm những gì tốt nhất cho đội bóng. Đây không phải chiến thắng của riêng tôi. Các cầu thủ đã luôn cố gắng tuân thủ đấu pháp chiến thuật và tôi phải cảm ơn họ vì điều đó. Năm 2002 tôi chỉ là trợ lý, giờ tôi đã là huấn luyện viên. Năm 2002 tôi đã dừng lại bán kết, nhưng lần này thì không. Huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ra vững tin vào viễn cảnh thắng Hàn Quốc để vào chung kết ASEAN.